Hello, chào tất cả chị em mình nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái sản phẩm kem chống nắng Bình Đổ nha chị em mình. Như chị em mình đã biết là đông đài thời tiết nắng nóng rất là gay gắt, nếu mà mình không bảo vệ da của mình cẩn thận thì da của mình rất là dễ bị sạm nám và tàn nhang luôn đó chị em mình. Buổi sáng á, mà trước khi mình ra ngoài hay là mình ở trong nhà gì cũng vậy thì mình nên sử dụng một lớp chống nắng nhẹ để bảo vệ da của mình nha chị em mình. Và cái này là sản phẩm kem chống nắng của công ty Bình Đổ nha chị em mình. Một tiếp như thế này là 199.000 70 g nha chị em mình. Mình sử dụng một lớp mỏng thôi à chị em mình. Cái này nó ít khi nào kích ứng da lắm, cho nên chị em mình xài rất là yên tâm, và đặc biệt nó không gây khô da cũng không đổ dầu nữa chị em mình. Tại thường ở chống nắng mà mình xài đó là mình đi ra đường nó rất dễ bị đổ dầu luôn á chị mình. Chị em mình với lại nó bị lộ phân á. Còn cái kem chống nắng Bình Đổ này á, nó không dị ứng, không hề khô da và không lộ phân, cho nên chị em mình xài cứ yên tâm nha. Có 199.000 tiếp thôi à. Nếu mà chị em mình mua hàng liên hệ với em qua Zalo hoặc số điện thoại của em là chị em mình. Liên hệ với em qua đây ha. Em sẽ miễn phí ship cho chị em mình, mua một sản phẩm cũng được miễn phí ship luôn nha chị em mình. Mọi người liên hệ với em qua Zalo nha. Chào tất cả chị em mình và hẹn gặp lại.